Chắc hẳn các bạn nữ ai cũng đã từng rơi vào tình trạng khóc trong nhà thì chỗ nào cũng thấy tóc rụng, thật là khó chịu đúng không? Nhiều khi tóc rụng còn rơi cả vào thức ăn, quét thì mãi không hết. Phải làm sao để làm sạch chúng đây? Cùng tham khảo ngay 8 mẹo hay thu dọn tóc rụng vương vãi trong nhà mà chị em nào cũng nên biết. 1. Dùng chổi và túi ni lông. Bạn có biết túi ni lông khi chà xát sẽ tạo nên lực hút tĩnh điện, vì vậy nó có khả năng hút được những sợi tóc. Nếu muốn quét tóc thật sạch bằng chiếc chổi thì bạn hãy bọc ngay một chiếc túi ni lông ở đầu chiếc chổi để quét nhà. Túi ni lông sẽ tạo nên lực hút thu gọn tóc mà không làm tóc dính lên chổi nữa. Sau khi quét xong thì bạn chỉ cần tháo chiếc túi ni lông ra là xong. Vậy là chỉ trong nháy mắt, tóc sẽ được dọn sạch. 2. Dùng chổi tất. Cũng giống như túi ni lông, khi bạn chà xát tất da cũng sẽ sinh ra lực hút tĩnh điện. Vì vậy khi có ý định quét dọn lũ tóc đáng ghét trong nhà của bạn thì hãy bọc ngay một chiếc tất da đã cũ quanh đầu chổi để quét nhà. Những sợi tóc sẽ nhanh chóng được làm sạch triệt để. 3. Sử dụng xát trà. Nhắc đến lá trà thì chị em thường chỉ nghĩ đến công dụng của nó là đun nước để uống, nhưng không phải đâu nha. Lá trà giúp gom tóc rụng trong nhà cực kỳ hiệu quả luôn đó. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Sau khi pha trà nhiều lần, trà đã nhạt thì bạn đừng đổ bã trà đi mà giữ lại phần bã và hãy để bã khô được khoảng 50%. Thì bạn rải bã trà lên sàn nhà. Những sợi tóc rụng sẽ dính vào bã trà và việc quét dọn tóc rụng của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 4. Dùng ống hút. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều tóc bị mắc ở lò thoát nước của bồn rửa và nắp cống. Nếu để lâu chúng sẽ gây tắc nghẽn. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc ống hút, sau đó cắt những đường chéo nhau cho chiếc ống hút đó. Tiếp theo, hãy chọc nó xuống chỗ nắp của bồn rửa, nắp cống, rồi nhẹ nhàng kéo lên. Bạn sẽ lôi được một lượng tóc đáng kể mắc kẹt bấy lâu. 5. Dùng chai nhựa rỗng. Cách này cũng sử dụng tĩnh điện tạo ra ma sát để thu gom tóc rụng. Bạn hãy lấy một chai nước để uống hết, chèo hoặc ủ cho nó nóng lên, sau đó lăn chai nước trên sàn nhà, nệm, vân vân. Bạn sẽ thấy một lượng tóc rụng ngoan ngoãn bám theo chai nước. 6. Dùng dây thun. Bạn hãy lồng chiếc dây thun vào bốn ngón tay, sau đó xoa theo hình vòng tròn lên bề mặt thảm vải, nệm, sàn nhà hoặc bất cứ chỗ nào hay có tóc rụng. Bạn sẽ không ngờ là chỉ với một chiếc dây thun mà chúng có thể thu được một lượng tóc đáng kể vương vãi trong nhà. 7. Dùng băng dính. Một trong những cách gom tóc rụng hiệu quả, phổ biến, được nhiều chị em sử dụng hiện nay đó chính là sử dụng băng dính. Cách làm cũng rất là đơn giản luôn. Bạn chỉ cần dính băng dính hai mặt lên đầu chổi rồi quét tóc. Hoặc bạn quấn băng dính một vòng quanh bàn tay và mặt dính hướng ra ngoài, lũ tóc rụng đáng ghét sẽ được làm sạch trong nháy mắt. 8. Dùng máy hút bụi. Nếu như nhà bạn đã có máy hút bụi thì việc làm sạch tóc rụng thật là đơn giản rồi đúng không nào? Với chiếc máy hút bụi trong tay thì tóc rụng ở bất kỳ ngõ ngách trong ngôi nhà của bạn, dù là găm tủ hay là ghế sofa thì nó cũng sẽ bị máy hút bụi thu gom sạch. Với công dụng hút mọi bụi bẩn của mình thì chắc chắn máy hút bụi sẽ không bỏ qua bất kỳ sợi tóc nào rồi. Trên đây là 8 cách thu gom tóc rụng cực kỳ hiệu quả từ những vật dụng đơn giản. Tuy nhiên nếu không muốn suốt ngày phải đi dọn tóc rụng như thế này thì tốt nhất là bạn nên lựa chọn dầu gội phù hợp với da đầu và thường xuyên đi chăm sóc mái tóc của mình, tránh hiện tượng tóc rụng quá nhiều. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Bách Hóa Xanh trong những video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đặt online giao hàng tận nhà đúng giờ, miễn phí giao cho 5 đơn hàng đầu tiên, đổi trả sản phẩm dễ dàng, nhanh chóng. Đặt mua online ngay tại Bách Hóa Xanh. Chọn Bách Hóa Xanh, mua nhanh, mua dễ.